Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ trao trả hóa thạch khủng long và cổ vật cho Trung Cộng, tin từ Washington DC. Một mẫu hóa thạch được ước lượng có niên đại khoảng 120 triệu năm, nằm trong số những đồ vật được trả lại cho Trung Cộng vào hôm thứ Năm trong một nghi lễ tại tòa đại sứ nước này ở Washington DC. Chính phủ Hoa Kỳ cũng trả lại nhiều đĩa mộc, mâm đồng và những cổ vật văn hóa khác có niên đại xưa đến 1.600 năm trước Công Nguyên. Trước lễ ký bàn giao cổ vật về lại cho Trung Cộng, Đại sứ Trung Cộng tại Hoa Kỳ Thôi Thiên Khải nói rằng những báu vật này là biểu tượng của nền văn hóa Trung Hoa cổ và của thiên nhiên và cũng là di sản chung của nhân loại. Theo Cơ quan Thi hành Luật Di trú và Thuế quan Hoa Kỳ, gọi tắt là ICE, kể từ năm 2007, Hoa Kỳ đã trao trả hơn 8.000 cổ vật cho hơn 30 quốc gia. Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Giáo dục và Văn hóa Evan Ryan nói rằng, chính phủ Hoa Kỳ có nỗ lực nghiêm túc để thu hồi những cổ vật được vận chuyển lậu từ nước ngoài vào Hoa Kỳ, bởi vì người Hoa Kỳ biết trân quý di sản và lịch sử của chính mình và muốn bày tỏ cùng với một sự tôn trọng đối với các quốc gia và nền văn hóa khác trên khắp thế giới. Theo ICE, những người bị kết tội vận chuyển lậu tài sản văn hóa, nghệ thuật và đồ cổ có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm, phải đóng tiền phạt và có thể phải bồi thường cho những người mua các món đồ này.